Các em phải cố gắng một chút. Quyết định chọn 10 em này làm đại diện. Anh đã chọn thì tôi yên tâm rồi. Sau này làm phiền cho anh quá. Không cần cách sáo, tôi sẽ cố gắng hết sức. Các em cố gắng học đó, biết không? Dạ biết. À, vậy thì thi. Thi thì thi. Nghe đây, cảm ơn, cảm ơn. Là tôi cảm ơn chứ không phải anh. Huỳnh huỳnh à cư phần phần huỳnh cư hinh hinh kỳ trữ trai trọng phong nàn đắp yết sân hậu bản lĩnh tình quan chỉ trung trang bất quá trang bất quá yêu tình bất yên luyện phai đâu kiếm mô kết quả Ya yên hình á dấu hồi Yên gà bàn trùng sàn á Liêu là liêu lam phán liêu ý bị刑何日再归还爱我何孤单有体累莫守烦人生如知何处人无山？今宵人死别，相会梦魂间。难解百般愁，伤之爱意浓。情海变苍茫，痴心如冷风。分飞各天涯，他朝可会相逢？萧萧风声，凄泣暴雨中。沧海一声笑，看潮涛浪淘尽红尘俗世几多娇，高山笑，烟雨遥，谁负谁胜尽天之晓，苍天笑，纷纷世上潮，浮沉随浪知己今朝，清风笑，景野寂寥。豪情还剩了一襟还照，系啦系啦系啦。Nhóm tiếp theo sẽ biểu diễn chính là Trung học Dục Long. Ca khúc mà các em biểu diễn chính là Bao nhiêu sóng gió. Thank you.
Bây giờ chúng tôi xin được trao giải cho hạng nhì. Chủ nhân giải nhì chính là Thượng Nhân Thư Viện với bài Vô Cùng Cảm Kích. Tiếp theo sau đây chính là giây phút hồi hộp nhất. Hạng nhất chung cuộc của cuộc thi ca hát trung học lần thứ 13 chính là trường trung học Dục Long với bài Biết Bao Sóng Gió.